Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắc trong tháng nhân đạo năm 2024, tỉnh Đắk Lắc phấn đấu trợ giúp ít nhất 1.000 địa chỉ nhân đạo cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Đắk Lắc vận động kết nối xây mới một điểm bếp ăn tại trường có điều kiện đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho hai ngư dân nghèo khó khăn và hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở an toàn cho ngư dân thuộc chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn do Trung ương Hội chữ thập đỏ phát động mỗi địa phương phấn đấu tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo toàn tỉnh có ít nhất một mô hình chương trình hoạt động triển khai phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái để thực hiện mục tiêu này hội chữ thầu đỏ tỉnh đắk lắc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo trong tình hình mới đổi mới hoạt động hội theo hướng dựa vào cộng đồng gắn bó với người dân thực chất hiệu quả nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên trên nền tảng nhân đạo số thực hiện hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Được biết, qua 6 năm triển khai thực hiện tháng nhân đạo, toàn tỉnh đã vận động trợ giúp được 99.194 lượt đối tượng với tổng trị giá 35,4 tỷ đồng. Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh cũng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.